Tôi không hiểu sao bản thân mình lại cảm thấy rung động theo tần sóng của anh nữa, lại càng ngày càng mãnh liệt. Tôi muốn dừng lại trước khi quá trễ, chắc cô sẽ thấy bất tiện, nên tôi sẽ chuyển đi. Cô không muốn đi chơi với tôi, có đúng không? Chơi chứ. Bình thường tôi không nghe điện thoại trong lúc làm việc đâu. Nếu anh chịu được thì chúng ta có thể thử quen nhau. Dù sao chúng ta cũng chỉ quen chơi thôi mà. Tim mình sắp nổ tung rồi. Ôi trời ơi, khi nào tụi mình biết hôn nhau được ta? Bà ơi, người đàn ông đó là ai? Nghe nói đó là công tử Tây Sơn, đội cứu hộ đặc biệt 119, cũng là do anh ta lập nên đó.